Kính thưa toàn thể các đồng chí, chiến tranh dù đã lùi xa, đất nước đã liền một dải, nhưng những ngày tháng qua, Biển Đông vẫn nổi sóng. Cả nước chúng ta vẫn đang hướng về Trường Sa. Chúng tôi xin hát mãi tên các anh, người chiến sĩ hải quân. Chúng ta hãy nói với thế giới rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng ta hãy nói với kẻ thù rằng Việt Nam chúng tôi luôn sẵn sàng. Đó chính là thông điệp của bài hát Hướng về Biển Đông, cả nước sẵn sàng, do hợp ca nam nữ đến từ Hội Cựu chiến binh Phường Hùng Vương trình bày. Xin kính mời các đồng chí chúng ta cùng thưởng thức. Con sống lên đường giữ biển trời quê hương.